Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau. Thường trực tỉnh ủy làm việc với phường Bình Minh và xã Vạn Hòa thành phố Lào Cai. Lào Cai bàn giải pháp sản xuất và tiêu thụ chuối dứa. Tăng tỷ lệ kết quả thi trong xét tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều thí sinh lo lắng. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 10 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm tình hình thực tế tại phường Bình Minh và xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai. Cùng đi có các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh và lãnh đạo thành phố. Buổi sáng ngày 10 tháng 4, đồng chí Hà Thị Nga phó bí thư thường trực tỉnh ủy và đoàn công tác đã có buổi làm việc, nghe lãnh đạo phường Bình Minh báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, đề xuất kiến nghị một số nội dung liên quan đến quy hoạch giải phóng mặt bằng, bố trí quỹ đất tái định cư thuộc dự án tái định cư ngoài đường, giải quyết vướng mắc dự án kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng, đánh giá hiệu quả của chương trình cai nghiện bằng methadone. Tại buổi làm việc, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, thành phố đã đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ các cấp, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, quy hoạch tái định cư. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân phường Bình Minh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy yêu cầu phường bình minh tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của đảng vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước phường cần tập trung củng cố địa bàn xây dựng tuyến phố văn minh tuyến phố kiểu mẫu quan tâm công tác cải cách hành chính tinh giản biên chế tăng cường tiếp xúc đối thoại lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân làm tốt công tác quản lý đất đai đô thị tránh gây bức xúc trong nhân dân Đối với những kiến nghị đề xuất của địa phương, đồng chí Phó Bí Thư Thường Trực Tỉnh ủy tiếp nhận đề nghị các sở ngành làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan để có giải pháp tháo gỡ trong thời gian sớm nhất. Trước đó, đoàn đã đi thăm khu di tích Soi Cờ, nơi thành lập tri bộ nông thôn đầu tiên của Đảng Bộ Tỉnh tại Tổ 5. Thăm mô hình trồng rau hoa tại Tổ 11, mô hình vận động xã hội hóa, điểm văn hóa thể thao khu tái định cư B9 tại Tổ 2, thăm nắm tình hình thực tế trong việc giải phóng mặt bằng tại tổ 5, phường Bình Minh. Trong buổi chiều cùng ngày, sau khi tham quan cầu Giang Đông, khu đô thị số 1 và mô hình sản xuất kinh tế nông nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Liên Thanh với mô hình chăn nuôi bò lợn nai quy mô gần 600 hecta. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Hà Thị Nga và đoàn công tác đã có buổi làm việc với xã Phạn Hòa. Nắm bắt tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Năm 2018, Vạn Hòa đã tập trung khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của các cấp các ngành, từ đó cơ bản đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra. Kinh tế có sự chuyển biến tích cực, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng trên năm. Giá trị sản xuất trên hecta đất canh tác đạt 250 triệu đồng. Tính đến hết quý 1 năm 2019, xã Vạn Hòa đạt 10 trên 12 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp cho những đề xuất kiến nghị của xã Vạn Hòa đối với đề án thành lập phường Vạn Hòa vào năm 2020. Công tác giải phóng mặt bằng, sắp xếp ổn định dân cư, lĩnh vực phát triển kinh tế, chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở, khu dân cư. Đồng chí Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy Hà Thị Nga nhấn mạnh, để hoàn thành đề án thành lập phường Vạn Hòa vào năm 2020, thì chính quyền địa phương cần nâng cao vai trò trách nhiệm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng, quan tâm để nâng cao xây dựng chất lượng đảng, tăng cường lãnh đạo, kiểm tra giám sát đối với cán bộ đảng viên, chủ động tiếp cận thông tin về quy hoạch đô thị, có những giải pháp thỏa đáng trong giải phóng mặt bằng. Đối với những đề xuất kiến nghị của địa phương, đồng chí Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy đã tiếp thu và giao cho các sở ban ngành liên quan làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, giải quyết trong thời gian sớm nhất. Sáng ngày 11 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thi hành luật hòa giải ở cơ sở. Đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Qua 5 năm triển khai luật, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh cơ bản đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống hòa giải được thành lập ở khắp các thôn, bản trên địa bàn các xã, phường, thị trấn. Hiện trên địa bàn tỉnh đã củng cố kiện toàn được 1.761 tổ hòa giải trên 1.838 thôn, bản, tổ dân phố với 8.173 hòa giải viên. Tỷ lệ vụ việc hòa giải thành công qua 5 năm trên địa bàn tỉnh đều duy trì ở mức cao từ 82% đến 91,5% trong đó một số huyện thực hiện tốt nội dung hòa giải ở cơ sở là Bảo Yên, Simacai, Bát Sát, Sapa, từ đó hạn chế các vụ việc phải đưa ra giải quyết tại các cơ quan nhà nước, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các bên. Kết luận hội nghị đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải tại cơ sở trong năm 2019 và các năm tiếp theo, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền các cấp sự phối hợp của ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong chỉ đạo hướng dẫn triển khai luật hòa giải giả soát củng cố kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở thẳng thắn đánh giá chất lượng đội ngũ hòa giải viên tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ kỹ năng hòa giải kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước để không ngừng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với công tác hòa giải tại cơ sở. Tại hội nghị, 9 tập thể và 11 cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thi hành luật hòa giải ở cơ sở. Cần phải tổ chức lại sản xuất, trong đó tập trung vào việc sản xuất theo chuỗi để nâng cao giá trị sản phẩm nông sản, đó là giải pháp mà đại diện cơ quan quản lý nhà nước chính quyền các địa phương doanh nghiệp đưa ra tại hội nghị bàn các giải pháp sản xuất và tiêu thụ dứa chuối. Dứa Lào Cai đang vào chính vụ. Thay bằng việc xuất bán ngay tại nương bằng ô tô thì hiện nông dân đang phải bán dứa dọc đường như thế này. Cả vùng dứa Lào Cai có đến 1.180 hectare. nhưng từ trước đến nay, việc trồng dứa, bán dứa với Trung Quốc được xuất phát từ các hộ gia đình, đặt hàng cá nhân, mua bán cá thể theo hình thức giữ chữ tín không thông qua hợp đồng kinh tế nên khi thương lái Trung Quốc không thu mua thì cả vùng dưới lào cai không có nơi tiêu thụ. là chỉ mong là chính quyền địa phương hay là nhà nước sẽ tạo điều kiện để tìm được đầu ra cho dân thì sau này còn dân có, có chỗ là phát triển kinh tế cho địa phương theo giá thị trường có thể là năm nay không được là năm nay tiếp bán được thì cũng không rõ vì cái này là do thị trường. Trên thực tế, có đến 90% sản lượng chuối và 80% sản lượng dứa của nông dân Lào Cai xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc qua các lối mòn, lối mở biên giới. Khi sản phẩm đến thời điểm thu hoạch, các tư thương Trung Quốc sang kiểm tra vườn, đánh giá chất lượng, định giá sản phẩm và ngày thu hoạch. Chủ vườn tự tổ chức thu hoạch và vận chuyển đến biên giới. Cách làm này hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc và không bền vững vì thế tại hội nghị bàn các giải pháp về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chuối, dứa, các doanh nghiệp của Việt Nam cho biết đang rất cần sản phẩm để chế biến xuất khẩu nhưng vấn đề quan trọng là phải tổ chức lại sản xuất, sản phẩm phải có nguồn gốc đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn. Doanh nghiệp cũng cần là các cơ quan ban ngành chung tay vào để mà thứ nhất là ngay khi chọn giống và, và thường xuyên tổ chức cái lớp tập huấn để làm sao chất bảo quản trên cái sản phẩm nó không bị dư thừa khi đưa cái sản phẩm vào sản xuất và đưa ra thị trường thì nó sẽ được đảm bảo. Quy hoạch cho nó có một cái vùng nguyên liệu ổn định. Doanh nghiệp vào quản lý chất lượng cùng bà con thì không đủ sức để làm và cũng không có tính thuyết phục được. Nhưng nếu có cơ quan quản lý nhà nước mà vào và giám sát bà con trồng theo đúng quy trình này rồi tưới phân bón phân làm cỏ theo đúng quy trình thì nó sẽ trở thành một cái sản phẩm mang thương hiệu của Lào Cai. Vùng chuối dứa Lào Cai hiện đang tồn tại một số vấn đề như cây giống và quy trình kỹ thuật sản xuất chủ yếu được du nhập từ Trung Quốc. Việc lạm dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất chuối dứa là vấn nạn trong canh tác nông nghiệp, làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm thu hoạch. Những việc làm này đang gây khó khăn rất lớn trong quản lý điều hành, ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường. Quy hoạch lại vùng sản xuất cho nó phù hợp với lại yêu cầu thị trường, đưa giống mới, giống chất lượng, thế rồi quy trình sản xuất đảm bảo ra thực phẩm. Thế và phải liên kết với doanh nghiệp để có xuất xứ sản phẩm cũng như là quản lý chất lượng, tem mát nhãn mát sản phẩm để tham gia thị trường xuất khẩu. Mới đây sản phẩm chuối đã được đưa vào là một trong tám mặt hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường chính ngạch. Vì vậy cần thiết phải tiến tới sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn sẽ giúp cho sản phẩm chuối dứa của Lào Cai có thị trường tiêu thụ ổn định và bền vững hơn. Ngày 11 tháng 4 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Ba Sát, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị quý 1 năm 2019 và triển khai nhiệm vụ quý 2. Trong quý 1, các cấp ủy chính quyền đã quan tâm tạo điều kiện về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường cơ sở vật chất cho các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện thành phố. Đội ngũ cán bộ giảng viên trung tâm có nhiều cố gắng, chủ động tích cực hơn trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, tăng cường tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy. Trong quý 1, toàn tỉnh đã mở được 51 lớp với 3.615 học viên, chất lượng đào tạo bồi dưỡng được nâng cao, công tác quản lý học viên được tăng cường, đảm bảo sự nghiêm túc chặt chẽ từ khâu tuyển sinh đến khâu tổ chức giảng dạy tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận một số nội dung trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên ở cơ sở như kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học học lý luận chính trị công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng trong thời gian tới, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện, thành phố tiếp tục bám sát quy định, hướng dẫn của Ban tuyên giáo Trung ương, Ban tuyên giáo tỉnh ủy để thực hiện tốt kế hoạch đào tạo năm 2019, đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy và công tác tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ cơ sở cơ quan cục quản lý thị trường tỉnh. Tri bộ cơ sở cơ quan cục quản lý thị trường tỉnh gồm 30 đảng viên, trong đó có hai đảng viên dự bị. Ban thường vụ đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ định chi ủy chi bộ cục gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Bá Bình, quyền cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh được chỉ định làm bí thư chi bộ tri bộ cơ sở cơ quan cục quản lý thị trường tỉnh được thành lập trên cơ sở tách ra từ tri bộ trực thuộc đảng bộ sở công thương để phù hợp về mặt tổ chức theo quyết định của bộ công thương quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của cục quản lý thị trường tỉnh lãnh đạo đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đề nghị tri bộ cơ sở cục quản lý thị trường tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả trước đây tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong tri bộ có phẩm chất chính trị chuyên môn nghiệp vụ xây dựng các chương trình kế hoạch cho phù hợp với đảng ủy và lãnh đạo tri bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng tổ chức cơ quan đơn vị ngày một vững mạnh Thưa quý vị và các bạn, còn hơn 2 tháng nữa là kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra. So với năm 2018, kỳ thi năm nay có một số điểm mới như tập trung điều chỉnh các vấn đề kỹ thuật liên quan đến chấm thi, tăng cường các khâu giám sát để đảm bảo kỳ thi được tổ chức an toàn, hiệu quả, công bằng, khách quan hơn. Và đặc biệt là sang năm nay sẽ tăng tỷ lệ kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông. Các nhà trường đang tích cực đẩy mạnh công tác giảng dạy, ôn luyện để các em học sinh vững tâm lý và kiến thức, đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi. Bảng đếm ngược đã được dựng lên, thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Ba sát đang nỗ lực chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra trong tháng 6 tới. Năm học 2018-2019 là năm học đầu tiên nhà trường có học sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Chính vì vậy tất cả giáo viên và 67 em học sinh lớp 12 đều phải rất nỗ lực, tranh thủ mọi thời gian ôn luyện để quyết tâm đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi này. Ngày nghỉ lễ thì trừ những cái dịp như kiểu là được nghỉ lâu hoặc là thì bọn em mới về nhà còn những cái dịp mà nó quá ít ạ, nhà thiểu trên ở xa thì bọn em sẽ ở lại trường tự học và các bạn thì có thể hỏi bài nhau để như kiểu cái khả năng học của mình nó sẽ tiến bộ hơn thông qua bạn bè ạ. Vì đối tượng học sinh trường mình thì năm nay cũng các em cũng mới được tiếp xúc với kỳ thi này không không chỉ là cái công tác về tuyên truyền về kỳ thi hiểu biết về kỳ thi cho em chuẩn bị cái tâm thế mà thứ hai là còn về chuẩn bị về kiến thức nữa về kỹ năng nữa làm bài theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 sẽ có một số điểm đổi mới trong đó đáng chú ý là sẽ tăng cường tỷ lệ kết quả bài thi trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Dự kiến điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông gồm 70% điểm trung bình các bài thi trung học phổ thông quốc gia dùng để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, 30% điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh cộng với điểm ưu tiên khuyến khích nếu có. Như vậy, so với cách tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm trước, năm nay tỷ lệ điểm thi dùng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tăng hơn đòi hỏi thí sinh phải đầu tư hơn cho việc làm các bài thi. Chính điểm mới này đã tạo áp lực cho không ít thí sinh, mặc dù các em đã được chủ động ôn luyện sớm theo kế hoạch của các nhà trường. Ngoài các thời gian là học trên lớp và các thầy cô giảng dạy, thì về nhà thì chúng em cũng học thêm và thành lập các nhóm học để trao đổi các bài tập khó và giải các đề của đề thi thử để nâng cao được điểm thi để có thể đỗ tốt nghiệp hơn. Toàn huyện Bát Sát có trên 540 thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay. Để chuẩn bị cho kỳ thi đạt kết quả cao nhất, ngay từ đầu năm học, các nhà trường đã bám sát các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai, thực hiện các phương án ôn luyện phù hợp cho học sinh, giải thích những điểm đổi mới của kỳ thi để các thí sinh hiểu và thêm tự tin. Đặc biệt, công tác phân luồng học sinh cũng được đẩy mạnh, giúp các em xác định đúng đắn việc chọn trường, chọn nghề phù hợp với năng lực và nhu cầu tránh tình trạng học những ngành nghề đã dư thừa nhân lực. Nhà trường đã cho chỉ đạo cho giáo viên là xây dựng các kế hoạch các bộ môn bám sát với đối tượng học sinh và cái kế hoạch này thì thường xuyên có cái sự điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn từng đối tượng học sinh. Sau kỳ thi thử thì nhà trường đã lọc ra một lớp học sinh mà yếu có khó có khả năng đỗ tốt nghiệp để có cái định hướng ôn thi riêng đối với các em học sinh này. Thì nhà trường dựa vào năng lực của các em thì đang tư vấn cho em theo lựa chọn một số ngành nghề, ví dụ như nông nghiệp, về lâm nghiệp, là về cái dịch vụ du lịch hoặc là sư phạm tiểu học với mầm non để sau này phù hợp với cái, với cái lựa chọn nghề hoặc là điều kiện của địa phương đang cần. Năm học 2018-2019, Lào Cai có 6.155 học sinh đăng ký dự thi trong đó có 5.650 học sinh khối trung học phổ thông, 550 học sinh khối giáo dục thường xuyên. Trước sự hướng dẫn và giảng dạy tận tình của các thầy, cô và nhà trường, các em học sinh khối 12 trên toàn tỉnh đang tích cực ôn luyện để tự tin bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học bán chú luôn là mối quan tâm không chỉ của các bậc phụ huynh mà của toàn xã hội Nhận thức được tầm quan trọng này, các trường học bán chú trên địa bàn tỉnh đều chú trọng các khâu lựa chọn nguồn thực phẩm, chế biến món ăn và chế độ dinh dưỡng nhằm đảm bảo cho trẻ có một sức khỏe tốt, phát triển đầy đủ cả về trí lực và thể lực, ghi nhận về công tác này tại huyện Bắc Hà. Trường mầm non bản phố năm học 2018-2019 có 340 trẻ. Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong bữa ăn của học sinh luôn được nhà trường đặc biệt quan tâm với định mức tiền ăn cho một học sinh là 139.000 đồng trên tháng. Bữa ăn luôn đảm bảo 4 nhóm thực phẩm với tỷ lệ cân đối và hợp lý. Các món ăn được thay đổi thường xuyên theo ngày, theo mùa. Đặc biệt, nhà trường luôn thực hiện lưu mẫu thức ăn trong vòng 24 giờ theo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của ngành y tế. Chỉ đạo với nhân viên đầu bếp cũng như là phụ huynh học sinh ấy, mà nấu khi nấu ăn mà thực phẩm có cái dấu hiệu bất thường thì phải báo cáo lại với nhà trường để nắm bắt và có hướng giải quyết. Còn tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bắc Hà là nơi 486 em học sinh, con em các dân tộc trên địa bàn huyện theo học. Vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng và dinh dưỡng luôn là vấn đề được nhà trường chú trọng khi tổ chức nấu ăn cho các em học sinh. Các thực phẩm sử dụng trong bữa ăn của học sinh đều được hợp đồng mua ở những cơ sở uy tín, chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh, ăn chín, uống sôi, cho các bữa ăn. Ngay từ đầu năm học ấy, thì được sự chỉ đạo của nhà trường, thì cũng đã tìm những nhà cung cấp mà có cái nguồn thực phẩm sạch để đủ điều kiện để đáp ứng cho cái bếp ăn tập thể học sinh. Thứ nhất là phải rõ nguồn gốc, thứ hai là phải chất lượng thì phải đảm bảo. Để đảm bảo các bữa ăn cho gần 500 học sinh trong một ngày, bếp ăn của nhà trường luôn có 6 cấp dưỡng đều đã qua tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ. Song song với đó, nhà trường còn chú trọng công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm trong các buổi họp nghiệp vụ, sinh hoạt ngoại khóa, lồng ghép các kiến thức về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng cháu luôn được thay đổi các bữa ăn vào mỗi ngày để có đầy đủ chất dinh dưỡng và có sức khỏe tốt hơn ạ. Có thể thấy những cách làm của các nhà trường trên địa bàn huyện Bắc Hà không chỉ giúp các em có sức khỏe tốt mà còn nâng cao ý thức cho học sinh về thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.